Tin Tổng giáo phận Boston, Tổng giáo phận Boston chăm sóc một vụ bệnh nhân COVID-19. Ngày 18 tháng 4, Tổng giáo phận Boston đã thành lập nhóm linh mục chuyên chăm sóc phục vụ cho các bệnh nhân COVID-19. Các linh mục cùng nhau sống tại các địa điểm chiến lược gần bệnh viện để ban bí tích sức dầu khi cần. Cha Tom McDonald, hiệu phó chủng viện Thánh Doan ở Boston, người tình nguyện trong nhiệm vụ này đã chia sẻ. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời tình huynh đệ linh mục khi sống chung một nhà. Theo tôi tưởng tượng, nó giống như cách sống của những lính cứu hỏa thường trực trong trại của họ. Ở đây chúng tôi nhận cuộc gọi khẩn rồi vội vã ra đi thi hành sứ vụ, xong việc lại trở về. Cha coi sứ vụ này chính là sứ mạng của các linh mục, đó là một đặc ân lớn lao. Tòa tổng giáo phận cho biết các linh mục tình nguyện sống với nhau sứ vụ duy nhất là ban bí tích sức dầu bệnh nhân. Tổng số linh mục phục vụ trong sứ vụ này là 80 trong đó 30 linh mục trực tiếp, còn số còn lại để dự phòng. Đức Hồng Y Sen O'Malley, Tổng giám mục Boston chia sẻ: Chúng tôi rất biết ơn các linh mục này vì họ luôn sẵn sàng thăm viếng và an ủi những bệnh nhân đang đau khổ vì nhiễm virus corona, cũng như ban bí tích sức dầu cho họ đây là điều đặc biệt an ủi cho những gia đình hiện không được phép đến thăm người thân trong bệnh viện và cũng an ủi cho bệnh nhân đang được điều trị vì nhiễm virus corona các linh mục của chúng tôi coi đây là một ân phúc trong chức vụ của họ ngoài ra chúng tôi đã nhận được phản hồi rằng những chuyến thăm này đã có tác động tích cực đến các nhân viên bệnh viện các cha phải làm quen và thích ứng với môi trường mới từ việc các cha sống chung với nhau, dành nhiều giờ cầu nguyện cho các bệnh nhân, đến việc sức giàu, thăm hỏi người nhiễm virus corona. Cha Zimmerman chia sẻ thêm, chúng ta không thể cứu tất cả mọi người. Thuốc tuy có thể làm rất nhiều điều, nhưng ở mức độ nào đó, chúng ta phải nhận ra rằng chúng ta không phải là chủ nhân của mạng sống mình. Chúng ta cần đặt nó vào tay của Thiên Chúa. Các nhân viên y tế đang làm việc rất tốt nhưng họ không thể làm mọi thứ. Hy vọng họ sẽ được giảm bớt áp lực và điều này nằm trong tay của Thiên Chúa. Hạt Suffolk ở Boston tính đến ngày 24 tháng 4 đã có khoảng 9.000 trường hợp nhiễm COVID-19 và công việc của các cha đã được các nhân viên y tế, người thân bệnh nhân và các bệnh nhân cảm kích rất nhiều.